Thưa quý vị, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 14 để đánh giá kết quả các mặt công tác năm 2023. Trên cơ sở đó, thảo luận đánh giá tình hình và dự báo kịch bản tăng trưởng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt đã tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố. Qua đó rà soát đánh giá những kết quả hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cụ thể từ nay đến cuối nhiệm kỳ, kịp thời phát hiện các vấn đề hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhất là trong công tác quản lý phát triển đảng viên và ban hành nhiều chủ trương quan trọng để khắc phục, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức viên chức, bước đầu tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế. Qua thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế như việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tuy được triển khai kịp thời nhưng công tác tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện vẫn còn là một hạn chế. Kết quả chưa đạt được yêu cầu đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số đảng bộ còn có những mặt hạn chế, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực thi công vụ. Chưa kiểm tra giám sát một cách toàn diện theo đúng yêu cầu, kiểm tra giám sát nhiều nhưng chất lượng hiệu quả của các kiến nghị chưa cao. Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để khắc phục các hạn chế nêu trên và các tồn tại khác trong lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Về phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề là năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trên tinh thần đó, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế tồn tại nhiều năm. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong năm thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành và thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các dự án trong thời gian đến. Trong năm đã tập trung tháo gỡ và khơi thông được nguồn lực, thúc đẩy được thu hút đầu tư, nhất là được đầu tư trong nước, đã đạt được gần 50.000 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư FDI đạt 180 triệu USD, mặc dù số liệu không lớn, nhưng mà so với lại năm 2022 thì đã tăng được 35,7%. Đã tập trung chỉ đạo và giải quyết quyết liệt các kết luận thanh tra kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố. Thành phố đã chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội và đã báo cáo đề xuất với Chính phủ, Quốc hội thống nhất chủ trương xem xét sửa đổi bổ sung nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số các cái cơ chế chính sách đặc thù. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng tầm cỡ khu vực và quốc tế gắn với những chuỗi hoạt động và sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng đã góp phần thu hút và khôi phục điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách. Qua đó đã thúc đẩy khu vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng cao và là một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Tuy nhiên, nhìn chung, kinh tế thành phố phục hồi còn chậm và chưa đồng đều. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch. Vì vậy, hội nghị sẽ tập trung làm rõ những kết quả, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian đến, đồng thời đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.